Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Bây giờ em sẽ test chiếc Crown XTi 2000 này với Woofy Đàm. Đấy, Woofy Đàm mã này VPX15. Thì em cũng báo cáo luôn các bác tình trạng là lưới của nó là về được một chiếc và một chiếc là bị mất lưới. Đấy. Mất lưới này là lưới này là của con khác này. Lưới là của con khác này, chứ không phải là zin đâu. Lưới con khác người ta mài trên này cao hơn, to hơn, nhưng mà xây đi mặt thì bằng nhau này, cao to hơn thì mài đi. Thế là mất lưới thì cái này em cũng báo cáo luôn nha, các bác nào thích thì em sẽ cho hai cái lưới này gần giống nhau nhất có thể bằng cách là cái tem này có thể bóc ra này. Đấy. Hoặc là in cái tem, chụp ảnh lại cái này xong rồi in lại cái tem dán đè lên, nhưng mà trước khi dán đè lên là phải bọc lưới cho nó kín mít hết hai cái, xong dán cái tem lên. Tem này em chụp ảnh lại em sẽ in lại được. Đấy. Thì bây giờ em sẽ test thử chất âm với cặp loa Woofy Đàm Bass 40. Cái này có mức giá là 6 triệu giá tại cửa hàng. Tình trạng về rẻ thì bán rẻ, không ăn dày. Đấy. Cái này em nói luôn các bác là 6 triệu này em chỉ được vài trăm nghìn thôi. Với cái tình trạng là sống nhăn răng. Đấy. Sống da như đỉa, được chưa? Sống nhăn răng, sống da như đỉa. Đấy. Tên cùng cái con Crown XTi 2000. Công suất của cặp loa này thì em sẽ quay luôn cho các bác nhé. Công suất khởi động của nó là vào là 300W. Commutation đấy, Continuum đấy, 600W program. Và công suất 1200W pack, tức là công suất tối đa 1200W là con này khói mù. Đấy, được chưa? 8 ohm. Đây, jack 6 ly nó vẫn còn nguyên đai nguyên kiện này. Đấy, jack 6 ly vẫn còn đẹp. Đôi này về trong tình trạng là còn khá là đẹp. Đấy, phân tần bát tép nguyên zin. Đấy. Đó. Em kiểm tra củ bát là còn đẹp, nguyên zin. Và tép mở côn già úi rồi, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ em sẽ test thử nhá. Test thử chất lượng âm thanh nên cho các bác cùng nghe thử xem nó như nào. Từng kênh một nha, kênh A trước nha. Kênh B này. Ok, các bác nghe thế nào?
công suất loa này các bác chơi cái âm ni từ âm ni 4 sò nha, 203 là đánh cũng hay. Mà các bác chơi những dòng cao cấp như Crown này đánh cũng hay. Công suất trung bình có tầm 3 đến 500W là đánh đôi loa đánh thoải mái. Công suất hiện tại của cục đẩy này ra là 475W trên một vế công suất. Thì như vậy các bác xem là vừa hay yếu. Đánh ngoài trời nên là như thế thôi, chứ không vào trong nhà là ít tai rồi. Em nghe là cũng hơi bị ra tai rồi. Thì báo cáo luôn các bác là tình trạng như thế này nhá. Chi tiết hơn nhá. Là đây, ốc con này nó bị gãy nên em phải dùng đủ chiêu trò mãi mới cậy ra được. Để vệ sinh và kiểm tra. Đấy. Về cái loa nào cũng phải kiểm tra thôi. Đấy. Đây, bát đây, hai chiếc đây. Đó. Bát nguyên đai nguyên kiện nguyên zin này. Tép mở mãi mới được con ốc ra. Kiếp. Về cái này thì cũng báo luôn mà các bác là trước khi về đến tay em thì là về đến chủ hàng buôn, nhưng mà người ta là để đấy và không tìm thấy lưới nên là cái bát thì tháo ra đấy, nắp thử vào loa khác, rồi là ốc ác có khi là thiếu ốc thì tháo ốc con loa này nắp vào loa khác, gọi là lấy ốc tạm. Sau bây giờ là bị mất gần như hết ốc, thì ốc này bên em có rất nhiều nhá, ốc trôn gen, ốc bát, ốc tép đều có đầy đủ cái đấy. Và bây giờ em sẽ kiếm đầy đủ ốc và nắp lại đấy. Và cái lưới này thì em báo cáo luôn các bác này, các bác nào đấy thì em mới làm lưới thôi, chứ còn không thì em cứ để này đấy. Còn các bác nào không quan trọng hình thức thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Thứ nhất hàng xịn, thứ hai giá rẻ, đã xịn thì còn rẻ nữa, không chơi thì phí đúng không ạ. Thì điện đây này em cũng test thử luôn công suất của con Crown XTI 2000, công suất tải 8 ohm là 475W, 8 ohm là 475W, còn 4 ohm của nó là vào 800W. Ví dụ một con đẩy này các bác chưa combo cả bộ cả loa cả đẩy thì có giá tương đối tốt cho các bác nhá. Đấy, thì đôi loa này báo cáo luôn với các bác là giá bên em là bán 6 triệu là giá tại cửa hàng, mua được rẻ bán rẻ không vấn đề gì cả. Đấy, trừ những trường hợp nào mua rẻ bán đắt là không được, bán thế là bán bù náo, anh em thợ người ta ghét cho. Cái thứ hai là dân các bác cũng sành sỏi lắm, nhiều các bác giờ đi khảo giá tan hết cả thị trường rồi xong bắt đầu mới tìm mua. Đấy, thì bây giờ em nói luôn là tình trạng của nó là như thế này. Đấy. Đây, về bên cạnh đây này, một đôi là còn nguyên tay, đây cái tay của nó đây, còn một đôi nữa là bị mất tay. Đấy, bây giờ nó có chung điện thoại rồi. Để xin phép các bác là em giới thiệu qua đến đây thôi nhá. Bây giờ phải nghe điện thoại đã. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip test lần sau.